Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang cầm trên tay là chiếc smartphone Sky A850 với bộ vi xử lý Snapdragon Dual Core 1.5GB, bộ nhớ trong 16GB và RAM 2GB. Thì hiện nay chiếc máy này đang là một sự lựa chọn khá thích hợp đối với những dòng smartphone tầm trung. Đặc biệt máy hiện đang bán tại Mobile với giá chỉ có 5.650. Tuy nhiên vì đây là máy do Hàn Quốc sản xuất cho nên nó vẫn còn những cái hạn chế, chẳng hạn như khi các bạn vào phần tin nhắn, mình nhắn tin sẽ chỉ nhắn được 80 ký tự chứ không có được 160 ký tự như những cái máy quốc tế khác. Ngoài ra nó còn bị những cái lỗi, chẳng hạn như khi bạn bỏ sim vào xài sẽ thấy sóng chập chờn, không có được ổn định, pin sẽ không có được mạnh cho lắm. Cho nên để khắc phục những cái hạn chế đó thì chúng ta có thể up những cái bản ROM mod để có tiếng Việt và chỉnh sửa được những cái lỗi như vậy. Trước khi tiến hành cài máy thì mình cần có những cái dụng cụ cần thiết, chẳng hạn như là một cổng cáp micro USB, link của những cái bộ driver và ROM cho máy thì mình sẽ để dưới phần comment trong Facebook hoặc là trong YouTube. Và đặc biệt là bạn cần có một cái máy A850 với dung lượng pin trên 40% để chắc chắn cho việc cài máy không bị rủi ro. Thì hiện tại mình cầm máy là A850L cho nên mình sẽ chỉ các bạn cài cái dòng ROM cho A850L. Các bạn có thể kiểm tra máy của mình thuộc dòng ROM nào bằng cách mở cái nắp phía sau, tháo pin ra và các bạn sẽ thấy cái mã ký hiệu của máy bạn nằm trên đây. Đây là những cái file mà mình bỏ trên YouTube và trên Facebook của N-Mobile. Thì sau khi tải những file đó về, các bạn sẽ được bộ driver của máy Sky, bản ROM và Clock Mode Recovery. Đây là bộ driver của chúng ta. Thì bộ driver này giúp cho máy tính của các bạn nhận được thiết bị. Và thiết bị ở đây là cái máy Sky A850 của chúng ta. Sau đó thì các bạn được một folder khác, đó là folder Clock Mode Recovery. Thì cái công dụng của cái recovery này là nó giúp chúng ta cài đặt những cái bản ROM để chỉnh sửa vào máy. Còn đây là bản ROM. Bản ROM sau khi các bạn download thì nó sẽ hiện ra được như thế này. Thì cái này là cái bản ROM mà mình sẽ cài đặt vào máy. Sau khi đã cài đặt bộ driver cho máy thì các bạn cắm cáp vào thiết bị của chúng ta. Lúc đó máy của chúng ta sẽ hiện lên những cái lựa chọn như thế này. Các bạn chọn Media Device MTB. Bạn chọn, lúc đó máy tính của chúng ta sẽ hiện lên một cái bảng báo là nó đã nhận được bộ nhớ trong của thiết bị. Thì khi này các bạn mở cái folder ROM mà các bạn đã giải nén lúc nãy ra thì sẽ được một cái folder như thế này. Các bạn copy phần clock mode này vào trong bộ nhớ trong của máy. Đây, mình sẽ copy chỉnh bộ nhớ trong của máy. Các bạn lưu ý là không chép chồng lên bất cứ folder thư mục nào. Chúng ta sẽ chép nó ra ngoài cái thư mục gốc. Sau khi đã copy cái folder vô trong bộ nhớ trong của máy, chúng ta sẽ được một cái folder như thế này. Các bạn lưu ý là đừng có đổi tên, phải để nguyên cái tên như vậy thì nó mới hoạt động được. Rồi, phần chuẩn bị của chúng ta đã xong. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào fastboot và cài recovery. Bạn tắt máy và tháo pin ra để chắc chắn là máy đã tắt nguồn hoàn toàn. Sau đó gắn pin lại và nhấn đè hai nút âm lượng cùng một lúc, cộng thêm nút nguồn giữ luôn. Sau khi nhấn cái nút combo như vậy thì các bạn sẽ có cái bảng thế này. Chúng ta dùng nút nguồn, nút âm lượng để di chuyển, chọn vào dòng fastboot, sau đó nhấn nút nguồn để chọn. Nó sẽ hiện lên như thế này. Và bây giờ thì các bạn cắm cáp vào chiếc điện thoại của chúng ta. Sau khi cắm cáp vào, các bạn chắc chắn là máy đã được nhận cáp đầy đủ bằng cách nhấn chuột trái vào Start, chuột phải vào Computer, chọn Manage, Device Manager. Và đây, nếu máy đã nhận được đầy đủ driver thì sẽ có một cái dòng như thế này. Các bạn kiểm tra, nếu được như vậy là chúng ta đã cài driver thành công. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài Clock Mode Recovery cho máy. Lý do chúng ta cài cái này là vì bản thân của máy Sky của chúng ta, cái recovery của nó không thể cài một cái bộ ROM đã chỉnh sửa, cho nên chúng ta phải cài Clock Mode Recovery thì chúng ta mới có thể tiến hành cài những cái bản ROM đã chỉnh sửa ở ngoài vào trong máy của chúng ta được. Các bạn vào phần folder Clock Mode Recovery mà chúng ta đã giải nén ra lúc nãy. Trong folder recovery của chúng ta đã giải nén lúc nãy sẽ được những cái file thế này. Thì các bạn nhấn double click vào trong đây,
nó sẽ hiện ra một cái bảng, nó có 8 sự lựa chọn cho chúng ta. Lưu ý ở đây máy của mình đang nằm ở phiên bản 4.1.2, cho nên mình sẽ chọn cái số 1, số 8, đó là cài Clock Mode Recovery cho Jelly Bean. Đây, mình sẽ chọn phần số 8, Enter. Đây là máy của các bạn đang được cài Recovery và đã cài đặt thành công. Bây giờ các bạn có thể nhấn phím bất kỳ để thoát. Sau khi cài xong thì máy của các bạn sẽ khởi động vào phần Clock Mode. Sau khi cài xong Clock Mode Recovery, các bạn sẽ được như thế này. Thì chúng ta dùng nút âm lượng lên và xuống để chọn, để di chuyển. Thì các bạn chọn vào mục Backup và Restore. Sau đó nhấn nút nguồn để chọn. Vào đây thì các bạn chọn Restore. Nó sẽ hiện ra một cái dòng như thế này, đó là cái folder Clock Mode các bạn đã chép vào lúc nãy. Nhấn di chuyển xuống và chọn Restore một lần nữa. Thì máy sẽ chạy đến đây thì các bạn đã xong được 99% và đợi máy. Quá trình cài máy của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 5 đến 10 phút. Sau khi đã cài xong thì máy sẽ thoát ra lại như thế này. Thì lúc này các bạn lại dùng phím âm lượng để chỉnh nó tới Go Back và nhấn chọn. Rồi thoát ra được tới đây thì các bạn nhớ hai cái này rất là quan trọng. Các bạn phải Wipe Data Factory Reset. Wipe, chọn Z. Đợi nó wipe. Rồi, và sau đó các bạn lại tiếp tục wipe cache. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành wipe cache partition. Chọn xuống dưới phần yes, nhấn nút nguồn để chọn. Đây, nó sẽ thoát ra, sau khi xong nó sẽ thoát ra lại màn hình chính. Lúc này các bạn chọn reboot system now, dòng đầu tiên. Đến lúc này thì máy các bạn đã cài xong bản ROM mới. Đợi máy khởi động lên trong vòng chắc khoảng 5 phút. Sau khi máy đã khởi động lên thì chúng ta bắt đầu tiến hành các bước thiết lập như một cái máy là mới mua. Nhấn lùi để thoát ra khỏi cái phần này. Chọn ngôn ngữ và bây giờ các bạn thấy đấy, chúng ta đã có ngôn ngữ tiếng Việt. Nhấn bắt đầu. Quá trình cài đặt này máy sẽ cài đặt hơi lâu một chút xíu, chúng ta chịu khó đợi. Sau khi đã cài đặt thành công bản ROM cho máy thì các bạn có thể thấy chúng ta đã có ngôn ngữ tiếng Việt, đây danh bạ gọi điện, và đặc biệt một cái quan trọng hơn nữa là cái phần nhắn tin của chúng ta. Các bạn có thể kiểm tra và đã thấy là máy đã nhắn được hơn 80 ký tự hơn cái lúc mà bản ROM gốc lúc đầu. Đây là một cái điều rất đặc biệt, và dung lượng pin đã được cải thiện đáng kể. Các bạn có thể thử nghiệm và sẽ cảm thấy là pin xài được lâu hơn bản ROM gốc của chúng ta. Hy vọng là sau cái clip hướng dẫn cài ROM lần này thì các bạn đã có thể tự mình cài đặt những bản ROM cho dòng máy Sky A850 yêu quý của chúng ta. Clip sau này thì chúng ta sẽ có một cái clip để đánh giá và so sánh những cái bản ROM khác nhau cho Sky A850 hiện đang có trên thị trường. Các bạn hãy nhớ, nếu Ender Mobile làm được thì các bạn cũng làm được. Chúc các bạn thành công.